chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Hãy tưởng tượng một tập hợp từ ngữ được thốt ra không chỉ bằng lưỡi mà còn bằng cả trái tim. Những từ ngữ có sức mạnh chạm đến cốt lõi của Thánh Linh. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng những từ ngữ như vậy có thể tồn tại chưa? Ý tưởng này thật quyến rũ và biến đổi. Hôm nay, tôi mời bạn tham gia vào một hành trình hứa hẹn sẽ cách mạng hóa đời sống tâm linh của bạn và mở ra những cánh cửa đến với sự hiện diện thiêng liêng theo cách bạn chưa từng tưởng tượng. Từ thời cổ đại, Kinh Thánh đã hướng dẫn chúng ta về sức mạnh vô biên của từ ngữ. Trong châm ngôn có nói, chúng ta được cảnh báo, khi lưỡi có quyền sinh tử, kẻ ưa dùng nó sẽ ăn bông trái của nó. Đây không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là lời mời gọi chúng ta tìm hiểu sâu hơn về cách từ ngữ của chúng ta cộng hưởng trong tai Thiên Chúa. Từ ngữ của bạn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh như thế nào? Bạn đã bao giờ suy nghĩ về sức mạnh của từ ngữ của bạn để xây dựng hoặc phá hủy chưa? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Hãy tưởng tượng rằng từ ngữ là chìa khóa mở ra những cánh cửa đến các lĩnh vực bí mật của quyền năng và sự an ủi. Trong bức tranh khảm rộng lớn của đức tin Kitô giáo, Thánh Linh là người bạn đồng hành không thấy nhưng luôn hiện diện, như Chúa Giêsu đã hứa trong sách Gioan đã nói. Nhưng đấng an ủi là Thánh Linh mà Cha sẽ sai đến nhân danh ta, sẽ dạy dỗ các ngươi mọi điều và nhắc nhở các ngươi mọi điều ta đã nói với các ngươi. Những từ này dệt nên một lời hứa về sự hướng dẫn vĩnh cửu, không chỉ mang lại sự đồng hành mà còn là sự giảng dạy thiên đàng thực sự. Giao tiếp với Thánh Linh là điều cần thiết để làm sâu sắc thêm trải nghiệm tâm linh của chúng ta, và sự giao tiếp này là một con đường hai chiều. Những từ ngữ chúng ta thầm thì trong bóng tối đêm hay tuyên bố trong ánh sáng ban ngày đều có sức mạnh tăng cường kết nối này. Kinh Thánh khuyến khích chúng ta duy trì một cuộc đối thoại liên tục với Thánh Linh, cho phép Ngài hướng dẫn, an ủi và dạy dỗ chúng ta. Đây là một mối quan hệ trao đổi lẫn nhau, nơi mỗi từ ngữ chúng ta thốt ra có thể gợi lên một phản hồi thiêng liêng. Những lời ca ngợi và thờ phượng vang dội sâu sắc trong tai Thánh Linh, như được diễn tả trong Thi Thiên đã nói, nhưng Chúa là Thánh. Ngự trong lời ca ngợi của Israel. Việc thờ phượng của chúng ta tạo ra một môi trường mà sự hiện diện thiêng liêng không chỉ ghé thăm mà còn ngự trị. Bằng cách dâng lên những lời ca ngợi, chúng ta mời gọi Thánh Linh biến đổi không gian xung quanh chúng ta, lấp đầy nó bằng sự hiện diện tinh tế của Ngài. Hãy tưởng tượng một cảnh tượng bình thường được biến đổi bởi sự thờ phượng, dù là trong nhà thờ hay một khoảnh khắc đơn độc tại nhà. Khi lời ca ngợi bắt đầu, không khí thay đổi, những lo lắng trần tục tan biến và sự thiêng liêng trở nên gần gũi. Thánh Linh đáp lại tiếng gọi của những trái tim chân thành không chỉ qua những giai điệu lớn lao mà còn qua những biểu hiện đơn giản của lòng biết ơn và tình yêu. Do đó, ca ngợi và thờ phượng vượt xa các nghi thức, chúng là hành động thừa nhận và mời gọi. Chúng ta có thể kêu gọi sự giao tiếp thiêng liêng này không chỉ ở những nơi linh thiêng mà bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Bằng cách này, chúng ta duy trì cuộc trò chuyện thiên đàng bắt đầu từ hàng thiên niên kỷ trước, làm mới môi trường, trái tim và hành trình của chúng ta với mỗi từ ngữ được dâng lên trong sự ca ngợi chân thành. Đây là trọng tâm của sự giao tiếp với Thánh Linh, một cuộc đối thoại làm phong phú,
biến đổi và duy trì sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Qua những từ ngữ đúng đắn, chúng ta trở thành những người đón tiếp sự thiêng liêng, nuôi dưỡng một mối quan hệ mà mỗi cụm từ là một hành động thờ phượng và mỗi sự im lặng là lắng nghe Thiên Chúa. Ở trung tâm con đường Kitô giáo, chúng ta tìm thấy hai thực hành gắn kết sâu sắc với bản chất con người và thiêng liêng, xưng tội và lòng biết ơn. Trong chương 1 Gioan đã nói, chúng ta học rằng nếu chúng ta xưng tội, Ngài là thành tín và công chính để tha thứ tội lỗi và tẩy sạch mọi điều bất chính. Đoạn này không chỉ là một chỉ dẫn mà là một cánh cửa mở đến lòng thương xót và sự đổi mới, cho thấy rằng việc xưng tội là một lời mời gọi Thánh Linh làm việc trong chúng ta, thanh tẩy và đổi mới. David trong một thời điểm khủng hoảng cá nhân sâu sắc sau tội lỗi với Bathsheba đã thể hiện điều này một cách tuyệt vời trong Thi Thiên 51. Ông không chỉ tìm kiếm sự tha thứ mà còn một cuộc cải cách nội tâm, xin Chúa tạo nên trong con một tấm lòng trong sạch, ôi Chúa, và đổi mới trong con một tinh thần kiên định. Lời cầu nguyện này tiết lộ sức mạnh của sự xưng tội chân thành để biến đổi và chữa lành. Mặt khác của đồng xu này là lòng biết ơn, như được hướng dẫn trong chương 1 Tê-sa-lô-ni-ca có nói, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em. Thực hành này hướng dẫn chúng ta duy trì một tư thế liên tục thừa nhận những ân phước của Chúa, bất kể hoàn cảnh, củng cố đức tin của chúng ta và hướng chúng ta đến những điều tích cực. Phao-lô, ngay cả khi đối mặt với những khó khăn, bị giam cầm và bức hại, vẫn sống thực tế này. Ông liên tục bày tỏ lòng biết ơn như chúng ta thấy trong Kinh Thánh, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi lần tôi nhớ đến anh em. Phao-lô cho chúng ta thấy rằng lòng biết ơn không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn mà còn hướng tâm trí chúng ta đến sự hiện diện liên tục và tích cực của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Xưng tội và lòng biết ơn là những trụ cột của đời sống tâm linh, là kênh mà qua đó mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa được liên tục đổi mới và củng cố. Chúng dạy chúng ta luôn khiêm nhường, nhận ra sự phụ thuộc của chúng ta vào Chúa trong khi chúc tụng lòng hào phóng vô biên và tình yêu của Ngài. Qua những thực hành này, chúng ta mời Thánh Linh liên tục làm việc trong chúng ta, hình thành cuộc sống của chúng ta để phản ánh rõ ràng hơn hình ảnh của Đấng Christ. Những thực hành xưng tội và lòng biết ơn đã ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của bạn như thế nào? Có thời điểm cụ thể nào khi xưng tội mang lại sự nhẹ nhõm hoặc lòng biết ơn làm nên đức tin của bạn không? Hãy chia sẻ trong phần bình luận. Trong Tin Mừng theo Luca, chúng ta tìm thấy một cảnh tượng tiết lộ một trong những bí ẩn tinh tế nhất của đức tin, lòng biết ơn. Trên hành trình của mình, Chúa Giê-xu gặp 10 người phong hủi, tất cả đều kêu cầu lòng thương xót. Với một lời, Ngài chữa lành họ và sai họ đi trình diện các thầy tế lễ. Tuy nhiên, chỉ có một người, một ngoại kiều, quay lại. Bước chân của người này vang lên một sự thừa nhận sâu sắc không chỉ về sự chữa lành mà còn về quyền năng đã biến đổi anh ta. Anh ta trở lại để tạ ơn và với hành động đơn giản này, không chỉ xác nhận sự chữa lành thể chất mà còn củng cố sự cứu rỗi tinh thần của mình. Chúa Giê-xu quan sát, gần như với nỗi buồn cho những người không trở lại, không có ai trở lại để ngợi khen Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại này sao? Trong sự trở lại duy nhất này, người ngoại nhận được phước lành lớn hơn, hãy đứng lên và đi, đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Tập này minh họa một sự thật sâu sắc mà Chúa Giê-xu thường dạy, từ ngữ có sức mạnh có thể chuyển núi. Trong Mác, Ngài giải thích rằng nếu ai đó nói với ngọn núi bằng đức tin mà không nghi ngờ, ngọn núi sẽ tuân lệnh. Sự thật này vang vọng trong câu chuyện về người phụ nữ bị dòng huyết, với niềm tin chắc rằng chỉ cần chạm vào áo choàng của Chúa Giê-xu sẽ chữa lành cho bà. Bà vượt qua đám đông và khi đạt được mục tiêu của mình, sức khỏe của bà được phục hồi. Chúa Giê-xu quay lại với bà giữa đám đông và tuyên bố, con gái ơi, đức tin của con đã chữa lành con. Ở đây, những từ ngữ nội tâm của người phụ nữ, những lời tuyên bố thầm lặng của đức tin,
trở thành chất xúc tác cho một phép lạ. Sứ đồ Phao-lô trong các thư của mình nói về Thánh Linh giúp đỡ chúng ta trong những lúc yếu đuối, đặc biệt khi từ ngữ của chúng ta thất bại. Trong Roma, ông viết về cách Thánh Linh cầu thay cho chúng ta với những tiếng than không thể diễn tả bằng lời. Sức mạnh của lời cầu nguyện vì thế vượt qua khả năng diễn đạt của chúng ta. Nó nằm trong sự hợp tác sâu sắc giữa linh hồn chúng ta và Thiên Chúa. Lời cầu nguyện nhiệt thành của Môi-se cho dân Israel sau khi họ tạo ra con bê vàng cho thấy ngay cả cơn thịnh nộ của Thiên Chúa cũng có thể được làm dịu bằng những lời thỉnh cầu chân thành. Chúa, bị lay động bởi sự cầu thay của Môi-se, rút lại án phạt tiêu diệt, một câu chuyện củng cố sức mạnh biến đổi của lời cầu nguyện. Còn về những lời khích lệ thì sao? Phao-lô trong Ê-phê-sô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta nên nói chỉ những gì hữu ích để xây dựng người khác, để mang lại lợi ích cho những người nghe. Ba-na-ba, bạn đồng hành của Phao-lô, sống đúng với biệt danh con trai của sự khích lệ. Cuộc đời ông là minh chứng cho sức mạnh của lời nói để nâng đỡ, củng cố mối quan hệ và truyền cảm hứng trong những khoảnh khắc không chắc chắn. Ba-na-ba không chỉ nói, ông còn hành động, và những hành động của ông thấm nhuần những lời hỗ trợ đã định hình lịch sử của giáo hội sơ khai. Mỗi khoảnh khắc này nói với chúng ta về sức mạnh của từ ngữ. Chúng không chỉ là những rung động trong không khí, mà là phương tiện của đức tin, công cụ chữa lành, công cụ biến đổi và cầu nối kết nối con người với Thiên Chúa. Trong vũ trụ này được dệt từ những câu chuyện và im lặng, mỗi từ chúng ta chọn vang vọng với khả năng thay đổi. Mỗi cụm từ chúng ta thốt ra có thể là một phép màu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Trong bức tranh sinh động về công vụ các sứ đồ, đặc biệt là chương 11, chúng ta tìm thấy Ba-na-ba, một nhân vật thể hiện đức tính khích lệ. Khi đến Antiochia và chứng kiến ân sủng của Chúa trong sự hiện diện đầy đủ, trái tim ông tràn đầy niềm vui. Ông không giữ niềm vui này cho riêng mình. Ngược lại, ông lan tỏa nó một cách rộng rãi, khuyên nhủ mọi tín hữu mới kiên định trong Chúa với một trái tim tận tụy. Ba-na-ba, một người được mô tả là tốt và đầy dẫy Thánh Linh và đức tin, không chỉ nói mà còn sống một cách khiến một đoàn người lớn đã đến với Chúa. Hành động khích lệ này không kém phần anh hùng, thể hiện sức mạnh của từ ngữ để nâng đỡ, xây dựng và truyền cảm hứng cho người khác. Lời nói tích cực và thái độ có thể biến đổi toàn bộ cộng đồng như thế nào? Bài giảng trên núi được nêu trong các câu 14 và 15 của chương 6 sách Ma-thi-ơ cung cấp một lời dạy quan trọng về sự tha thứ. Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng sự tha thứ là một con đường hai chiều. Bằng cách tha thứ, chúng ta mở đường cho sự tha thứ của chính mình từ Cha trên trời. Đây không chỉ là một hành động của công lý thần thánh mà còn là một nghi thức kỳ diệu của sự giải thoát và chữa lành vượt qua sự hiểu biết của con người. Sự tích về Joseph, một câu chuyện sử thi về sự phản bội và cứu chuộc diễn ra trong chương 45 của sách Sáng Thế, minh họa sức mạnh biến đổi của sự tha thứ. Mặc dù bị anh em bán làm nô lệ, Joseph vươn lên quyền lực ở Ai Cập. Khi đối mặt với những người đã gây ra bất công cho mình, ông chọn con đường hiếm có, sự tha thứ. Ông nhận ra một bức tranh lớn hơn, trong đó những đau khổ của mình được tái cấu trúc như những mảnh ghép của kế hoạch cứu rỗi nhiều cuộc sống. Hành động này không chỉ hòa giải gia đình tan vỡ mà còn khẳng định chủ quyền của một kế hoạch thần thánh. Vì vậy, được cảm hứng từ Ba-na-ba, chúng ta được kêu gọi sử dụng lời nói để khích lệ, xây dựng cầu nối nơi mà những bức tường dễ dàng mọc lên. Được cảm hứng từ Joseph, chúng ta được thách thức để tha thứ, để nhìn xa hơn nỗi đau của khoảnh khắc đến bức tranh lớn hơn. Nhận ra rằng mỗi hành động tha thứ là một bước tiến tới một thực tại thiêng liêng và chữa lành hơn. Lời khích lệ của bạn đã tác động đến cuộc sống của ai đó như thế nào? Có ai đó bạn cần tha thứ để trải nghiệm sự bình yên sâu sắc hơn không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Bằng cách áp dụng những thực hành này, khích lệ và tha thứ,
chúng ta không chỉ biến đổi sự tồn tại của mình mà còn cho phép Thánh Linh hoạt động thông qua chúng ta để chạm và biến đổi cuộc sống xung quanh, dệt nên một thực tại nơi thiêng liêng và con người nhảy múa trong sự hòa hợp hoàn hảo. Chia sẻ lời chứng của chúng ta là một cách hiệu quả để tôn vinh Chúa và ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Trong sách Khải Huyền, được tiết lộ rằng họ đã chiến thắng hắn bởi huyết trên con và bởi lời chứng của họ. Họ đã không yêu cuộc sống của mình đến mức phải trốn tránh cái chết. Đoạn này minh họa cách kinh nghiệm cá nhân của chúng ta có thể khuyến khích đức tin và thu hút sự hiện diện của Thánh Linh. Quả thật, lời chứng về hành trình của chúng ta là một công cụ mạnh mẽ để tôn vinh Chúa và biến đổi cuộc sống của người khác. Câu Kinh Thánh được đề cập nhấn mạnh rằng những lời kể của chúng ta đóng vai trò quan trọng trong việc vượt qua nghịch cảnh. Bằng cách chia sẻ những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm trong cuộc sống của chúng ta tôn vinh Ngài và đồng thời khuyến khích và củng cố đức tin của người khác. Lời chứng của chúng ta là bằng chứng cụ thể về quyền năng và sự trung thành của Thiên Chúa. Một ví dụ hùng hồn về một lời chứng tác động mạnh mẽ được tìm thấy trong câu chuyện về người mù được Chúa Giê-xu chữa lành như được mô tả trong Kinh Thánh. Khi bị các người Pha-ri-si chất vấn về thị giác mới của mình, anh ta trả lời đơn giản và khẳng định: "Một điều tôi biết, tôi đã mù nhưng bây giờ tôi thấy." Câu nói đơn giản nhưng mạnh mẽ này tôn vinh Chúa và bác bỏ những kẻ phê bình. Lời chứng chân thật không cần phải phức tạp, sự thật và sự trung thực về các can thiệp thiêng liêng có thể chạm sâu vào những người nghe chúng ta. Vì vậy, hãy mạnh dạn chia sẻ lời chứng của chúng ta, nhận thức rằng chúng có sức mạnh truyền cảm hứng đức tin, mời gọi Thánh Linh và tôn vinh Chúa. Những lời khôn ngoan được Thánh Linh truyền cảm hứng có thể thay đổi những thực tại bất lợi. Gia-cơ khuyên chúng ta: "Nếu ai trong anh em thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, đấng ban cho mọi người cách rộng rãi mà không trách móc, thì sẽ được ban cho." Sự khôn ngoan thiên đàng là một món quà mà chúng ta nên tìm kiếm không ngừng. Món quà này là một trong những món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể nhận được từ Thiên Chúa, đảm bảo rằng Ngài sẵn sàng ban khôn ngoan cách rộng rãi miễn là chúng ta cầu xin. Những lời khôn ngoan được Thánh Linh thúc đẩy có thể biến đổi các hoàn cảnh thách thức và đưa ra các giải pháp thiêng liêng cho các tình huống khó khăn. Sự khôn ngoan từ Thiên Chúa vượt xa kiến thức nhân loại. Nó bao gồm khả năng hiểu hoàn cảnh từ góc nhìn thiêng liêng và hành động phù hợp với ý chí chủ quyền của Chúa. Bạn tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa trong các quyết định hàng ngày như thế nào? Bạn đã bao giờ nhận được một lời tiên tri ảnh hưởng đến cuộc sống của mình chưa? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận. Vua Salomon là một ví dụ xuất sắc về sự khôn ngoan trong Kinh Thánh. Trong một các vua, ông cầu xin Chúa: "Xin ban cho tôi tớ Chúa một tấm lòng biết phân biệt để cai trị dân sự của Chúa và để phân biệt điều thiện và điều ác." Lời cầu xin chân thành này đã được Chúa đáp ứng bằng cách ban cho Salomon sự khôn ngoan mà không vị vua nào khác có được. Được minh họa sống động trong phán quyết giữa hai người mẹ tranh giành quyền làm mẹ của một đứa trẻ. Sự khôn ngoan của Salomon đã thiết lập công lý và hòa bình trong vương quốc của ông. Chúng ta cũng vậy, theo hình ảnh của Salomon, phải tìm kiếm sự khôn ngoan từ Thiên Chúa, tin tưởng rằng Ngài sẽ trang bị chúng ta theo lời hứa hào phóng của Ngài. Tiên tri như một hình thức giao tiếp thiêng liêng được đề cao mạnh mẽ trong Kinh Thánh. Phao-lô trong một Cô-rinh-tô khuyến khích chúng ta nhiệt tình mong muốn các ân tứ thiêng liêng, đặc biệt là tiên tri, mà ông coi trọng vì khả năng trực tiếp nâng đỡ hội thánh. Hãy theo đuổi tình yêu và khao khát ân tứ của Thánh Linh, đặc biệt là tiên tri. Những lời tiên tri có sức mạnh hướng dẫn, an ủi và xác nhận ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Chúng được Thánh Linh truyền cảm hứng trực tiếp và có thể xây dựng, khích lệ và an ủi cộng đồng đức tin. Một ví dụ đáng chú ý trong Kinh Thánh là Agabus, người đã tiên tri về một nạn đói lớn, thúc đẩy hội thánh sơ khai chuẩn bị giúp đỡ những người cần. Hơn nữa,
tiên tri của Ê-sai về sự ra đời của Chúa Giê-su là bằng chứng về độ chính xác và tầm quan trọng của tiên tri, mang lại hy vọng và cứu rỗi cho toàn nhân loại. Là những người Kitô hữu, chúng ta nên nhiệt tình mong muốn ân tứ này để Thánh Linh có thể sử dụng giọng nói của chúng ta như những công cụ của ý muốn của Ngài. Do đó xây dựng hội thánh và tôn vinh Thiên Chúa. Tình yêu là điều răn cao nhất và nên hiện diện trong mọi lời chúng ta nói. Phao-lô trong chương 1 Cô-rinh-tô diễn tả rằng nếu không có tình yêu, ngay cả những hành động vĩ đại nhất cũng trở nên vô nghĩa. Nếu tôi nói được các ngôn ngữ của loài người và thiên sứ mà không có tình yêu, tôi chỉ là tiếng vang lên hoặc chúm chọe vang rền. Thể hiện tình yêu là thể hiện bản chất của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu này nên là nền tảng của tất cả các tương tác và giao tiếp của chúng ta. Chúa Kitô đã thể hiện tình yêu hy sinh này bằng cách chết vì chúng ta và Ngài đã dạy chúng ta yêu thương nhau như Ngài đã yêu chúng ta. Tình yêu này nên hiện diện trong hành động và lời nói của chúng ta. Cho phép Thánh Linh truyền cảm hứng tình yêu của Thiên Chúa vào lòng chúng ta và thúc đẩy chúng ta thể hiện tình yêu đó qua những lời nói xây dựng, khích lệ và củng cố cộng đồng. Làm người kiến tạo hòa bình là phản ánh bản chất của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu nói, phước cho những người kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa. Thúc đẩy hòa bình và hòa giải không chỉ là tránh xung đột mà còn tích cực tham gia vào việc chữa lành và khôi phục mối quan hệ. Những lời nói thúc đẩy hòa bình là những công cụ mạnh mẽ để biến đổi căng thẳng thành hài hòa. Bằng cách sử dụng lời nói của chúng ta để giải quyết tranh chấp và thúc đẩy hòa giải, chúng ta đang hành động như những đứa con thật sự của Thiên Chúa, phản ánh trái tim của Ngài và làm vui lòng Thánh Linh. Câu chuyện về Abigail, người đã làm dịu cơn giận của David và ngăn chặn một thảm kịch, minh họa chân lý này chúng ta nên theo gương bà. Sử dụng lời nói của mình để thúc đẩy hòa bình và hòa giải, do đó thu hút sự hiện diện của Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta và trong cộng đồng. Khiêm nhường là một đức tính thu hút ân sủng của Chúa và cho phép chúng ta trở thành công cụ thực sự của hòa bình của Ngài. Trên sân khấu im lặng của cuộc sống, lời nói vang lên không chỉ vì những gì chúng là mà còn vì tiếng vọng chúng để lại. Trong gia cơ, một chân lý vĩnh cửu được tiết lộ, Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân sủng cho kẻ khiêm nhường. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng mỗi lời khiêm nhường và đầu phục bạn nói ra là một chiếc chìa khóa vàng mở cửa đến sự hiện diện của Thánh Linh. Khiêm nhường không chỉ là một đức tính, mà là sự phản ánh của một trái tim cúi mình trước quyền năng vĩ đại của Chúa, thừa nhận sự phụ thuộc tuyệt đối của chúng ta vào Ngài. Hãy nhìn trời mở ra trên một mảnh đất cằn cỗi và mưa ân sủng thần thánh bắt đầu rơi xuống những người cúi mình trong chân thành. Những lời khiêm nhường của bạn như những giọt nước nuôi dưỡng mảnh đất khô cằn của tâm hồn bạn, cho phép hoa nở nơi từng là sa mạc. Và sau đó, tấm gương vĩ đại nhất xuất hiện, Chúa Giê-xu. Trong Philip, chúng ta được mời gọi suy ngẫm về vở kịch khiêm nhường tuyệt vời của Ngài. Ngài, vốn có bản chất là Thiên Chúa, không chọn giữ lấy thần tính của mình mà đã từ bỏ mình, mang hình dạng của một tôi tớ. Trong mỗi bước khiêm nhường tiến về đồi Can-vê, Chúa Giê-xu không chỉ đi, Ngài đã vẽ bản đồ hành trình khiêm nhường của chúng ta. Những lời nói và hành động của Ngài không tìm kiếm sự hoan nghênh trần gian mà là sự chấp thuận của Cha trên trời. Là người kể lại câu chuyện này, hãy để lời nói và hành động của chúng ta cũng phản ánh tình yêu, sự khôn ngoan và khiêm nhường mà Chúa Giê-xu đã sống. Bằng cách này, chúng ta không chỉ tôn vinh Ngài mà còn truyền cảm hứng và biến đổi cuộc sống của người khác, tạo ra một cộng đồng hòa hợp với ý muốn của Chúa. Tôi mời bạn khoác lên mình chiếc áo choàng khiêm nhường của Chúa Kitô, sử dụng lời nói để nâng đỡ người khác, xây dựng thay vì phá hủy, chữa lành thay vì gây tổn thương. Với chiếc áo choàng này, mỗi lời nói bạn thốt ra có thể thu hút ân điển thiêng liêng, lấp đầy cuộc sống bạn với sự hiện diện hữu hình của Chúa Thánh Thần. Làm thế nào bạn thực hành sự khiêm nhường trong cuộc sống hàng ngày?
điều đó có ý nghĩa gì với bạn khi sống một cuộc đời hiến dâng cho Chúa? Hãy viết những suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang hành động hiến dâng như đã dạy trong Roma. Việc này rất quan trọng, dâng hiến thân thể và linh hồn của chúng ta như một của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Đây là sự thờ phượng thực sự mà Ngài mong muốn. Hiến dâng là nơi chúng ta tuyên bố sự đầu phục hoàn toàn với Chúa, một sự đầu phục bao gồm lời nói, hành động và cả những suy nghĩ thân mật nhất của chúng ta. Daniel trong triều đình Babylon thể hiện sự hiến dâng này một cách hoàn hảo. Khi ông chọn không làm ô uế mình với những món ngon của vua, lòng ông kiên định hướng về Chúa. Khi đáp lại tiếng gọi thiêng liêng với lời tuyên bố dũng cảm, "Đây con, xin hãy sai con", minh họa ý nghĩa của việc sống một cuộc đời tận tụy hoàn toàn. Và trong những thời kỳ đen tối khi sự tuyệt vọng như tấm màn nặng nề muốn che lấp ánh sáng, lời nói hy vọng trở thành những chiếc đèn soi sáng con đường. Roma khuyến khích chúng ta rằng Chúa của hy vọng có thể lấp đầy chúng ta với niềm vui và bình an, nuôi dưỡng một niềm hy vọng sôi nổi qua Chúa Thánh Thần. Làm thế nào bạn giữ vững hy vọng trong những thời điểm khó khăn? Bạn đã từng trải nghiệm sự biến đổi nhờ sự hiện diện của Chúa như thế nào? Hãy chia sẻ những suy ngẫm của bạn trong phần bình luận. David trong Thi Thiên cho chúng ta thấy rằng hy vọng có thể là một bài ca bất chấp những cơn bão cuộc đời. Hãy đặt hy vọng vào Chúa, vì tôi sẽ còn ngợi khen Ngài. Mỗi lời chúng ta nói có thể là một hạt giống của hy vọng, một hành động khiêm nhường, một tuyên bố của sự hiến dâng. Chúng ta được kêu gọi để trở thành người kể lại câu chuyện của chính mình, tác giả của một cuộc đời phản ánh ân điển của Chúa. Hãy để mỗi lời nói xây dựng một di sản của đức tin, hy vọng và tình yêu, đóng vai trò của chúng ta trong kịch bản thiêng liêng này dưới sự chỉ đạo của Chúa Thánh Thần. Hãy tưởng tượng bạn đang trên con đường cổ xưa, theo dấu chân của vua David, người thi sĩ có những giai điệu đức tin và những bài thi thiên vẫn vang vọng với hy vọng và niềm tin vào Chúa. Ông đã chỉ cho chúng ta cách biến những thử thách thành những bài ca chiến thắng. Bây giờ hãy tưởng tượng lời nói của bạn như những chiếc cốc tràn đầy hy vọng, đổ ra khắp những thung lũng khô cằn của cuộc sống chúng ta. Hãy để Chúa Thánh Thần lấp đầy những thung lũng này với những dòng sông bình an và niềm vui, bất chấp những cơn bão có thể nổi lên. Hôm nay, bạn đứng trước một cơ hội độc đáo. Bạn biết những lời mà Chúa Thánh Thần mong muốn nghe, những lời ngợi khen và thờ phượng, xưng tội và ăn năn, lòng biết ơn, đức tin và sự tuyên xưng, sự cầu nguyện, khích lệ, sự tha thứ, lời chứng, sự khôn ngoan, lời tiên tri, tình yêu, hòa bình, khiêm nhường, hiến dâng và hy vọng. Đã đến lúc dệt những lời này vào cuộc sống hàng ngày của bạn và chứng kiến sức mạnh biến đổi của chúng. Chúa Thánh Thần sẵn sàng hành động theo những cách mới và mạnh mẽ qua bạn. Khi chúng ta kết thúc thông điệp này, tôi mời bạn làm cho những lời này không chỉ là một tiếng vọng từ một video mà là chất liệu sống của sự tồn tại của bạn. Hãy kết hợp những biểu hiện thiêng liêng này vào từng hơi thở và bước đi của bạn, mời gọi Chúa Thánh Thần hành động mạnh mẽ trong và qua bạn. Và bây giờ, hãy cùng nhau kết nối tâm hồn và tay trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy chúng con sử dụng lời nói để tôn vinh danh Ngài và thu hút sự hiện diện vinh quang của Ngài. Nguyện cuộc sống của chúng con là tấm gương phản chiếu tình yêu, ân điển và quyền năng của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, Amen. Nguyện mỗi chúng ta cảm nhận được tác động của những lời này trên hành trình tâm linh của mình và thấy ảnh hưởng của chúng vang vọng trong cuộc sống của những người xung quanh. Đây không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của một hành trình, nơi mỗi lời nói chúng ta thốt ra có thể trở thành ngọn đèn hy vọng và một tuyên bố đức tin. Nguyện chúng ta giống như David, người luôn đặt niềm tin vào Chúa, trái tim luôn đầy những bài ca ngợi khen ngay cả trong những thung lũng tối tăm nhất. Hãy tiến lên, biến mỗi thử thách thành một cơ hội và mỗi tiếng thì thầm nghi ngờ thành một tuyên bố đức tin. Bước đi từng bước, từng lời,
chúng ta mời Chúa Thánh Thần biến đổi sâu sắc cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa tối cao, đấng tạo hóa của trời đất, chúng con cúi đầu trước Ngài với tấm lòng khiêm nhường và biết ơn. Ngài là nơi trú ẩn và sức mạnh của chúng con, và chúng con đặt niềm tin vào Ngài. Nguyện những lời chúng con nói bây giờ như hương thơm đẹp lòng Ngài, lấp đầy không gian này với sự hiện diện thiêng liêng của Ngài. Lạy Chúa Thánh Thần, đấng an ủi và hướng dẫn vĩnh cửu, chúng con mời Ngài ngự vào lòng chúng con một cách mới mẻ và mạnh mẽ. Xin đổ xuống trên chúng con sự khôn ngoan thiêng liêng của Ngài, soi sáng những con đường tối tăm và dẫn dắt chúng con đến với sự thật vĩnh cửu. Nguyện mỗi lời thờ phượng chúng con dâng lên là một bài ca ngợi khen vang vọng trên trời, tôn vinh danh thánh của Ngài. Lạy Chúa, chúng con thừa nhận sự thiếu sót của mình và xưng nhận tội lỗi trước Ngài. Xin rửa sạch chúng con bằng máu cứu chuộc của Chúa Kitô, thanh tẩy trái tim chúng con và đổi mới trong chúng con một tinh thần kiên định và không lay chuyển. Nguyện chúng con bước đi trong sự công chính, được dẫn dắt bởi ánh sáng và ân điển vô hạn của Ngài. Lạy Cha yêu dấu, xin đổ đầy chúng con lòng biết ơn ngay cả trong nghịch cảnh, để chúng con có thể thấy bàn tay mạnh mẽ của Ngài hoạt động trong từng chi tiết của cuộc sống chúng con. Nguyện đức tin của chúng con được củng cố với từng bước đi và nguyện tiếng nói của chúng con luôn là một lời chứng sống động về tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa, xin dạy chúng con yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng con, với một tình yêu vượt qua mọi xúc phạm và tìm kiếm sự hòa giải và hòa bình. Hãy cho chúng con khả năng tha thứ như chúng con đã được tha thứ, gieo những hạt giống của lòng từ bi và hy vọng mọi nơi chúng con đến. Ôi Chúa, nguyện cuộc sống của chúng con là một bàn thờ của sự thờ phượng liên tục, một của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Ngài. Xin sai chúng con đi, lạy Cha, như những công cụ của ý muốn Ngài, để chúng con có thể là những ngọn đèn sáng trong một thế giới cần đến sự thật và hòa bình của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, đấng cứu độ của chúng con phó tiểu học ác cuộc sống của mình vào tay Ngài. Tin chắc rằng Ngài là đấng trung tín và công chính để hoàn thành công việc tốt lành mà Ngài đã bắt đầu trong chúng con. Nguyện sự bình an của Ngài vượt qua mọi sự hiểu biết, bảo vệ lòng và trí óc của chúng con trong Chúa Giêsu. Amen. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.